Thời khắc rực rỡ chính thức khởi động, sự kiện được đón chờ nhất vào tháng 10 đây với chủ đề du lịch Nha Trang Khánh Hòa đến để yêu. Chương trình nhằm chào mừng ngành du lịch Khánh Hòa sớm hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2024, tăng cường quảng bá, kích cầu du lịch, nâng tầm hình ảnh và vị thế của Khánh Hòa. Vào ngày 13 tháng 10, tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, đêm trình diễn độc đáo với điểm nhấn công bố ngành du lịch Khánh Hòa đạt cột mốc 9 triệu lượt khách, tiên phong về đích sớm trước 3 tháng so với kế hoạch năm 2024. Chiêm ngưỡng những màn trình diễn ấn tượng với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Hãy cùng nhau bừng lên ánh sáng, gửi đến thông điệp về một Khánh Hòa rực rỡ, vươn cao, choáng ngợp với âm thanh ánh sáng hoành tráng, mãn nhãn với những màn trình diễn sôi động. Hứa hẹn một năm 2024 rạng rỡ hơn bao giờ hết, nơi Khánh Hòa đến để yêu.